cần thanh lý sẽ hộp y như hình. Hyundai Santa Fe số tự động đời 2002 xe nhập khẩu Hàn Quốc. Xe đẹp bao đẹp lung linh như Ngọc Trinh, máy nổ thì thầm, máy lạnh teo chim. Giá rẻ như hạt rẻ ai thiện chí. Xem hết video có giá xem xe trực tiếp tại 72 đường Vạn Kiếp Tơ Ly Cu Gia Lai. Mùa mưa mùa nắng gì cũng thích, hợp không sợ mưa nắng vì đã có. Ông Tô còn chần chừ gì nữa. Còn vài ngày nữa tới mùa yêu dâu, khai mạc rồi tậu con xe này đi xem bóng đá, đi chữa lành, du lịch, đi cà phê, đi chợ, đưa đón vợ con có phải hợp lý quá không? Như thế này mà anh không mua thì anh mua ở đâu? Em hỏi anh, ở đâu trong cái giải đất Việt Nam nào anh có thể chọn được? Lần bánh giá 140 triệu cho ai? Thiện chí xem xe 72 Vạn Kiếp Tờ Ly Cu.